Với cấu hình của cặp loa mà như chúng ta đang được thấy trước máy quay thì quý vị có thể thấy được rằng đây là một trong những tuyệt phẩm loa đến từ xứ sở hoa anh đào với cặp loa Pioneer S955 siêu khủng long có trọng lượng lên tới 94 kg và được đóng bằng thùng gỗ nạng và phủ móng gương toàn phần kể cả dưới đáy của cặp loa, và tất cả của nó còn đẹp long lanh nguyên zin. Quý vị và anh em thấy được rằng phía dưới đáy của một cặp loa có trọng lượng lên tới hàng tạ và chúng ta vẫn thấy được rằng nó còn tuyệt đẹp. Và với cấu hình mà tôi đang theo sẵn cho quý vị cùng trải nghiệm thì ở đây cặp Pioneer S955, model lớn nhất và gấu nhất của hãng, được thiết kế chiều cao 72, chiều ngang là 46 và trọng lượng 94 kg. Chúng ta có thể quan sát chi tiết từng cọng dây của phân tần với một cái bảng phân tần siêu khủng phía bên trong và một cục phân tần rời cho quả bát súp với đường kính 36 và nó có cái lam châm từ siêu khủng long lên tới 22 cm. Quý vị và anh em có thể nó thấy được rằng chơi tàu cựa đi chăng nữa, có to bao nhiêu đi chăng nữa thì nhìn thấy quả bát súp của Pi này thì cũng vẫn phải kính nể với cấu hình của cặp loa siêu khủng long nhất hãng. Không những đẹp sang trọng tới từng cm và chúng ta còn thấy được rằng nó cực kỳ là gấu. Với một quả trung âm, ở đây chúng ta thấy rằng quả trung đôm cầu bi 18 cm và nó có cái lam châm từ gần bằng mặt loa. Đó, quý vị thấy không ạ? Tất cả năm châm thử của nó là đều 7 sắc cầu vồng tuyệt đẹp với một quả trung đôm cầu bi. Và có trọng lượng cho quả trung đôm cầu bi này lên tới 5 kg. Nguyên một quả trung đôm siêu khủng. Trung này thì chúng ta nghe cái tiếng gõ nhạc cụ của nó thì cực kỳ là phê rồi. Và chúng ta lại cùng khám phá lại. Quả bát súp siêu khủng long. Tiếp theo thì chúng ta lại thấy được rằng với quả bát súp của Pi với đường kính cắt mặt của nó là 36 cm, lam châm từ 22, 7 sắc cầu vồng và nó có trọng lượng lên tới trên 10 kg cho một quả bát súp. Một quả bát súp và một quả trung âm thì nó đã lên tới trên 15 kg rồi. Quý vị thấy không ạ? Đây là cái cục phân tần rất to của quả bát súp. Đây là phân tần riêng cho giải trầm. Còn bảng phân tần chính thì sẽ nằm ở phía trên và nó rất là lớn. Và trong khi cái phân tần ở trong cái thùng này thì nó khá là cầu kỳ và tôi sẽ không tháo được cho quý vị cùng trải nghiệm. Đây là một quả siêu chét dòng gọi là Digital nổi tiếng nhất của hãng Pioneer. Chúng ta thấy rằng nó có chiều cao khoảng 15 cm và nó rất nặng với 4 tỏi nam châm trắng được tích hợp trong quả siêu chét này. Nó thể hiện tiếng chét cực kỳ là chính xác ở mức độ âm thanh cao nhất cho giải chét, hoàn toàn sẽ không có khái niệm rằng bị chói gắt ở bất kỳ một thể loại nhạc nào. Sự thể hiện cực kỳ chính xác trên ba giải âm thanh. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng một model siêu khủng long nhất hãng hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị mà đã được hãng Pioneer thiết kế. Một bát súp đường kính mặt của nó là 36 gân cao su, một trung đôm cầu bi 18 cm và một quả siêu chét nổi tiếng và cũng là lớn nhất của hãng Pioneer trên siêu phẩm loa lớn nhất và gấu nhất của hãng. Đây là một trong những model mà tôi lưu ý với quý vị rằng sau khi bắt đầu được khai sinh thì luôn là một trong những model thống trị đứng đầu của hãng Pioneer, và nó cũng có thể so đọ với bất kỳ một model loa bát 40 của thập cẩm các hãng loa trên thị trường bởi chất âm cũng như là uy lực. Bởi vậy nó đã rất là nổi tiếng. Quý vị có thể thấy được cái độ đẹp long lanh tới từng cm nhỏ nhất trên cặp loa Pioneer S955 trọng lượng 94 kg với cấu hình khủng hoảng mà chúng ta đang được thấy ở mức độ chi tiết nhất trước máy quay. Không thể gấu hơn và cũng không thể đẹp hơn trên những cấu hình loa nổi tiếng này. Với đoạn clip và buổi đầu xuân, tôi cho quý vị cùng trải nghiệm một tuyệt phẩm loa để chúng ta sẽ thấy được rằng tại sao một cặp loa đứng đầu nhất hãng và nó mới long lanh, mặc dù nó có trọng lượng lên tới ngót một tạ nhưng mà chúng ta thấy rằng toàn thân của nó kể cả trên dưới trước sau còn nguyên zin, thậm chí rằng dưới đáy của cặp loa chúng ta đang nhìn dưới đáy của nó cũng vẫn còn đẹp và hoàn toàn không có được một vết chảy xước. Tất cả thùng gỗ nặng và được phủ bóng gương piano. Chúng ta khi mà đứng theo độ check
không bị phản lại máy quay thì quý vị sẽ thấy rằng nó hoàn toàn có thể soi gương tốt trên cặp loa Beulah F955 model gấu nhất hãng. Trong phân khúc tầm tiền cho cặp loa siêu khủng long này, trọng lượng ngót một tạ này, quý vị và anh em thấy được rằng ở ngưỡng 44 triệu đồng nó có thể bỏ qua cực kỳ là nhiều đại đa số những đối thủ trong phân khúc tầm giá. Uy lực của nó thì tôi lưu ý với quý vị rằng giải trầm của nó xuống cực kỳ là sâu và mềm, và hoàn toàn trong phân khúc bát 40 thì khó có đối thủ nào có thể vượt qua chất âm và uy lực bát của cặp loa Beulah F955. Và chắc chắn rằng với đôi trung đôm cầu bi 18 này, quý vị có thể thấy được rằng lời hát của nó cực kỳ là lớn. Và như anh em ví rằng lời hát nồng động thì hoàn toàn nó là không sai và ngọt ngào. Dòng trung đôm cầu bi lớn nhất trên thị trường, đôi siêu check digital với 4 thỏi nam châm, nó có chiều cao 15cm và rất nặng. Quả check này quý vị lưu ý rằng nó rất là nặng, nó nặng như là một cục thép, được trang bị trên model Beulah F955. Trong đoạn clip này thì quý vị đã thấy được cấu hình của một cặp loa. Tại sao mà người ta đồn thổi rằng cặp loa này nó rất gấu, và chúng ta sẽ thấy được nó gấu ở những cái trang bị ở những gì, thì trong đoạn clip này quý vị thấy được rằng model Beulah F955 lớn nhất, đẹp nhất và cũng là khủng nhất hãng. Trọng lượng 94kg, 47 cân cho một chiếc loa. Và nguyên hệ thống loa ở đây thì chúng ta đã thấy rằng nó rơi vào ngưỡng 20 cân cho hệ thống loa trang bị trên cặp loa Beulah F955. Nguyên củ loa không quý vị nhé, còn phân tần rồi còn thùng vách. Một cái thùng 47kg và tất cả từng cm của nó được trang trí, nó đẹp và bóng như soi gương. Đó, quý vị có thể thấy được ở cửa ly gần nhất và thực tế nhất với cặp loa này. Hay và uy lực như thế này thì chúng ta đủ thấy được chất của những cặp loa được đặt là ngôi vị thống soái đứng đầu của một hãng loa nổi tiếng mà ai cũng đã biết tới, thương hiệu Beulah với model F955. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định cũng như là Facebook của Toàn Điện Máy Vũ và các Facebook phụ. Quý vị sẽ thấy được rằng tôi sẽ liên tục cập nhật những tuyệt phẩm loa đến từ khắp các quốc gia trên thế giới và sẽ mang tới cho quý vị cơ hội tham khảo và sở hữu những cái tuyệt phẩm loa nổi tiếng, rất là đáng chơi và đáng quan tâm. Và cũng rất mong sự quan tâm đăng ký kênh cũng như là ủng hộ của quý vị trên toàn quốc để mỗi ngày kênh của mình một phát triển mạnh hơn và sẽ mang tới cho quý vị trải nghiệm rất là nhiều những tuyệt phẩm loa đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Như chúng ta đang được thấy trước máy quay thì ở đây có rất nhiều những cặp loa cực kỳ là tuyệt vời. Và với chất âm mà chúng ta đang thưởng thức phía sau thì lại là một cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp Unchina Monitor 275, dòng loa kiểm âm được thiết kế cho thị trường nội địa của Mỹ và khá là hiếm hoi trên thị trường lãnh thổ Việt Nam. Tất cả thùng gỗ nặng toàn thân và được xi mạ phần kiềng vành loa màu vàng 18K cực kỳ là sang trọng. Và với cấu hình của cặp loa được thiết kế tới 4 tuyến loa, một bát súp 33 cân cao su và một trung đôm 16cm, hai quả check đôm mỗi quả 10cm, tất cả các loa đều có nam châm từ siết thoát bằng mặt loa. Và đặc biệt rằng cặp loa kiểm âm này nó còn thiết kế hai chế độ đánh, một chế độ đánh theo thùng kín được bịt bằng cái nắp tròn phía trước và một chế độ được đánh theo chế độ thoát hơi về mặt trước, thì chúng ta sẽ mở cái nắp phía trước ra. Uy lực của cặp loa này thì tôi không có điều gì để giới thiệu thêm, nó thể hiện tương đương như là hai cái súp ở phân khúc bát 30. Một cặp loa khá là hiếm hoi và cực kỳ là đẹp và sang trọng đến từ Mỹ, dòng loa kiểm âm Monitor với model Unchina Monitor 275, cao 72, ngang 41,5cm trên cặp loa mà tôi đang mở cho quý vị cùng trải nghiệm. Và quay trở lại với cặp loa phía trước máy quay là cặp Beulah F955, siêu khủng long nhất hãng và có cấu hình mà như chúng ta đang được tham khảo. Quý vị và anh em quan tâm trong phân khúc tầm tiền cho một cặp loa đẹp xuất sắc không có điểm để bàn luận ở ngưỡng 44 triệu đồng thì có thể can trực tiếp cho kênh của mình. Số điện thoại tôi đã ghim sẵn trên kênh YouTube cũng như là Facebook của Toàn Audio Nam Định. Và tôi sẽ ưu đãi cho quý vị và anh em ở những mức giá tốt nhất cho những anh em đăng ký ủng hộ kênh nhiệt tình. Và nhất là những ngày đầu năm, quý vị sẽ thấy được rằng tôi luôn ưu đãi cho những anh em nhiệt tình nhất với kênh YouTube của Toàn Audio Nam Định và Toàn Điện Máy Vũ Facebook cũng như là một số kênh phụ của mình. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và anh em trên toàn quốc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.